Bản tin viêm phổi Vũ Hán trưa ngày 12 tháng 4. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 12 tháng 4. Sau đây là những nội dung chính được phát trong chương trình hôm nay. Mỹ đã vượt Ý về số ca tử vong, đứng đầu thế giới. Lần đầu tiên cả 50 bang của Mỹ tuyên bố đại thảm họa. Đài Loan tìm được thuốc ức chế virus corona mạnh gấp 10 lần loại hiện có. Tại Việt Nam, bệnh viện Bạch Mai hết phong tỏa nhưng vẫn duy trì hoạt động hạn chế. Hiện tượng tích trữ và tăng giá thuốc trị run sán. Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh gần 70.000 nhân viên tạm ngưng hoạt động. Sau đây là thông tin chi tiết. Toàn thế giới ghi nhận hơn 1,78 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán và hơn 108.000 người đã tử vong. Trong đó, Mỹ đã vượt Ý về số ca tử vong và đứng đầu thế giới. Số ca tử vong trên toàn nước Mỹ hiện là hơn 20.000 ca, vượt qua Ý. Tổng số ca nhiễm hiện tại là hơn 532.000 ca. Lần đầu tiên cả 50 bang của Mỹ tuyên bố đại thảm họa. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 4 đã phê duyệt tuyên bố đại thảm họa cho bang Wyoming. Như vậy, đây là lần đầu tiên cả 50 bang của Mỹ đã tuyên bố đại thảm họa do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thống đốc bang Wyoming, ông Gordon cho hay, mặc dù Wyoming chưa rơi vào tình trạng thảm khốc như một số bang khác, nhưng quyết định này sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị và huy động các nguồn lực khi chúng tôi cần. Lầu Năm Góc ngày 11 tháng 4 cũng tuyên bố đang hối thúc việc sản xuất khẩu trang theo tiêu chuẩn N95. Quân đội Mỹ sẽ chi 133 triệu USD để nâng sản lượng khẩu trang N95 tại thị trường nội địa. Khoản chi này sẽ giúp Mỹ có thêm 39 triệu khẩu trang trong vòng 90 ngày tới. Số ca tử vong do dịch COVID-19 của Tây Ban Nha là 16.606 ca. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 163.027 ca, tiếp tục đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm. Tại Ý, Ý đã phát hiện 4.694 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 152.271 ca, trong đó 19.468 người đã tử vong, tăng 619 ca. Cả hai mức tăng đều cao hơn so với một ngày trước đó. Tại Pháp, Pháp là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với 129.654 người nhiễm và 13.832 người đã tử vong. Còn tại Đức, có tổng số ca nhiễm là 125.452 ca, trong đó 2.871 người đã không qua khỏi. Anh Quốc ghi nhận thêm 5.233 ca và 917 ca tử vong vì Covid-19. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại nước này là 78.991 ca và ca tử vong là 9.875 ca. Theo tin từ CNN ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đang hồi phục rất tốt và ông cũng gửi lời cảm ơn các y bác sĩ vì sự chăm sóc kỳ diệu dành cho ông trong 5 ngày qua. Bộ Y tế Anh ngày 11 tháng 4 cho biết nước này vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của dịch bệnh để có thể cho phép nới lỏng các biện pháp giới hạn đi lại. Tại Nga, Nga đã ghi nhận thêm 1.667 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 13.584 ca, số người đã tử vong là 106 người. Bộ Khoa học Đài Loan và Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan đã công bố hôm 11 tháng 4 rằng họ đã tìm thấy các chất ức chế protease để phát triển các loại thuốc có hiệu quả gấp 10 lần trong việc ngăn chặn virus sao chép so với các thuốc đã biết khác. Iran hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Trung Đông khi ghi nhận 70.029 ca nhiễm, trong đó 4.357 ca đã tử vong. Iran đã nối lại các hoạt động kinh doanh nguy cơ thấp, có nghĩa là không chứa rủi ro lây nhiễm cao trên toàn quốc vào ngày 11 tháng 4. Triều Tiên kêu gọi mạnh tay bảo vệ người dân. Hãng tin quốc gia Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un kêu gọi các biện pháp mạnh tay và toàn diện để bảo vệ sự an toàn đối với người dân trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Còn tại Hồng Kông, số ca nhiễm nước này đã vượt qua 1.000 ca sau khi ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, trong đó có 4 người đã tử vong. Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 4.530 ca nhiễm, tăng 184 ca so với ngày hôm qua. Tổng số ca tử vong lên đến 73 người. Philippines báo cáo 247 ca tử vong, số ca nhiễm tại nước này cũng tăng lên 233 ca, lên 4.428 ca. Indonesia có tổng số ca nhiễm là 3.842 ca và hiện vẫn là nước có tỷ lệ tử vong cao nhất khu vực, tương đương 8,7%, với tổng số ca tử vong là 327 người. Thái Lan xác nhận thêm 45 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.518 ca, trong đó có 35 ca đã tử vong. Singapore cũng tăng thêm 191 ca so với ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc này lên 2.299 ca, thêm 1 ca tử vong lên thành 8 ca. Trong khi đó, Lào, Campuchia và Đông Timor là những nước chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Tin tức tại Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai hết phong tỏa,
Hàng rào phong tỏa bệnh viện Bạch Mai đã được dỡ bỏ từ 0 giờ sáng ngày hôm nay ngày 12 tháng 4 trong sự mong chờ của rất nhiều y bác sĩ và người dân. Thời gian 14 ngày cách ly đã ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc khám chữa bệnh của rất nhiều người. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi đã dỡ bỏ cách ly, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hạn chế như những ngày qua, chưa đón nhận bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân tái khám ngay cho đến hết tháng 4 để dành thời gian trang bị thêm phương tiện kỹ thuật, máy móc, v.v. Theo số liệu của Bộ Y tế, trong thời gian qua đã phát hiện 40 ca nhiễm liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, trong đó 34 người liên quan trực tiếp, 22 người là nhân viên công ty Trường Sinh, 6 người liên quan gián tiếp. Hiện bệnh viện đã ngưng hợp đồng dịch vụ với công ty Trường Sinh. Tiếp theo là hiện tượng tích trữ thuốc trị run sán. Theo tin đã đưa ngày 10 tháng 4, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết các bác sĩ đang sử dụng một số thuốc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong đó có thuốc trị run sán. Báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận hiện tượng thuốc trị run chỉ Ivermectin tăng giá gấp rưỡi, có nơi gần gấp đôi so với ngày bình thường do có một số người tìm mua tích trữ cho điều trị COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thuốc này đối với bệnh COVID-19 mới chỉ đang ở trong giai đoạn thí nghiệm. Thuốc Ivermectin có thể sử dụng điều trị run lươn, run chỉ cho diện rộng nhưng không thể tùy tiện vì thuốc cũng có một số tác dụng phụ như nổi ban trên da, phù, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt, nôn và một số vấn đề khác nếu dùng quá liều. Đồng thời, thuốc cũng có chống chỉ định đối với một nhóm bệnh, do đó người dân không nên tự ý mua tích trữ và sử dụng thuốc mà không có hướng dẫn của bác sĩ. Trước đó vài tuần, cũng đã xảy ra tình trạng tích trữ và tăng giá đối với thuốc chloroquine trị sốt rét sau khi có những thông tin cho rằng thuốc này đã được dùng cho bệnh nhân COVID-19. Thực tế, Bệnh viện Bạch Mai đã phải cấp cứu một bệnh nhân bị ngộ độc do uống 10 viên thuốc chloroquine để phòng COVID-19. Công ty Puyuan Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng nhân viên gần 70.000 người đã phải tạm ngưng hoạt động 3 ngày từ ngày 13 đến 15 tháng 4 để chờ thành phố xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù công ty đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh như lắp các tấm chắn ở khu vực bếp ăn tập thể, sắp xếp làm việc lệch giờ làm, đo thân nhiệt, công nhân phải đeo khẩu trang khi làm việc, v.v. Nhưng chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 vẫn cao, vượt quá 80%. Dựa trên bộ 10 tiêu chí đánh giá do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối hôm nay.